linh mục Thường. Vâng. Tỉnh Thanh Hóa. Vâng. Hôm nay Giới thiệu với anh bà Yên. Ừ, không làm được cái gì cả, như con nhà cũng nuôi cháu thì nuôi con gà con đấy, bà thì cho cháu ăn thì không. Giới thiệu với anh là đây là đồng chí thôn trưởng, đây là chủ tịch xã, từ lâu rồi để nghe đến hoàn cảnh của hai bà cháu. Đây là trường hợp mà anh Thông đó. Vâng. Anh Thông là lái xe của hôi đó. Vâng. Anh Thông lái xe đó anh giới thiệu. Vâng. Nhưng mà hôm trước thì cũng có về Triệu Sơn để đi đi thăm các gia đình nghèo, nhưng mà hôm đó thì gọi điện cho bà. Vâng. Hình như là tai bà cũng có vấn đề á. Vâng. Hôm trước gọi điện để đến đây để thăm bà, nhưng mà nói bà không nghe được trên điện thoại. Cho nên là lại không có đến được. Nhưng mà hôm đó mà bà thì nghe được đó thì lại đến đây thăm bà từ lâu rồi. Đấy. Thì hôm nay thì đoàn là đến đây để em thăm hai bà cháu. Vậy thì mẹ cháu mất lâu chưa? Mẹ cháu chết thì năm nay nữa là ba là 11 năm rồi. Ô, 11 năm. Cháu năm 14 tuổi rồi. Năm nay mẹ cháu 14 tuổi rồi. Rồi. Đây là chú. Đây là chú ạ. Con tên gì? Dũng năm nay là 14 tuổi. Vâng. Con học lớp mấy? 9. Con lên lớp 9. Vâng. Dũng học có được không? À, trung bình. Trung bình thôi. Trẻ mồ côi mà trung bình là khá đó bà. Vâng. Vâng. Nếu mà cha mà là giáo viên ấy, cha cho tiên tiến. Vâng. Bởi vì vượt khó. Vâng. Bình thường con nhà người ta đó thì có cả bố cả mẹ đó. Đấy thì mà học cũng đang còn trung bình như là con nhà mình, cháu nhà mình. Và cháu nó đi học được là tốt rồi bà. Và thì hôm nay bên Caritas của giáo dân Thanh Hóa sự kết nối của người bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi của bên Triệu Sơn của xã Dân Lý, đây Dân Lý. Và rồi anh trưởng thôn nữa. Thì chúng tôi là bên tòa giám mục Thanh Hóa nhé. Đến để thăm hai bà cháu. Thì cũng có một chút quà ở đây cho hai bà cháu. Để trong cái lúc khó khăn nhất là cho cháu Dũng đó. Rất là thiệt thòi vì không có mẹ. Thì bố thì lại quan tâm ở gần. Đây là bây giờ bà thì cũng tuổi cao sức yếu rồi. Thì không biết là tương lai của cháu Dũng như thế nào. Thì bên Caritas Thanh Hóa cũng sẽ tìm cách để đồng hành cùng với cháu. Vâng. Tương lai nhé. Vâng. Thì hôm nay đến thăm bà thì các sớm có gì cho bà? Chúng con có mì tôm nhá. Vâng. Trong đây có nhu yếu phẩm này, mì vâng. mắm muối. Vâng. Và một ít tiền để cho bà hỗ trợ cho cháu đi học nhá. Vâng. Nhà cháu Dũng. Đấy. Xin hồ sơ đi bà. Đấy, cái số tiền này đây là số tiền của anh Trần Văn Phấn nhá. Vâng. Là khen viên Trần đó. Phấn là Phấn Phùng đó. Ở cùng thôn với lại của cái anh đang quay phim lên này. Vâng. Ở thôn Tân Hải, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn. Vâng. Tỉnh Thanh Hóa rồi ủng hộ cho con đó 1 triệu đồng nhá. Trong cái lúc khó khăn thiếu thốn này thì cảm ơn vợ chồng nhà Phấn rất nhiều. Đã đồng hành cùng với cha, cùng với Caritas Thanh Hóa trong những năm vừa qua để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Xin Chúa trả công bồi hậu cho gia đình của vợ chồng của chúng con. Cảm ơn vòng công đã cho mì tôm và từ các nhu yếu phẩm của các Caritas Thanh Hóa. Thầy xin mời bạn có đôi lời với bạn.
Vâng, để tôi thì giờ để các sư, các gái, các bạn bè ở như người khuyết tật thì quan tâm đến bà cháu tôi, thì bà cháu tôi xin được cảm ơn vì là cái hoàn cảnh gia đình nó hơi khó khăn. Vâng. Nhưng thật là không ai muốn thế làm gì cả. Vâng. Đấy, nên là gia đình hơi khó khăn, xin cảm ơn các sư, các cái, các nhà chùa, các cái, các thờ, ban, và các bạn bè của nhà đấy. Hình như ở đây là có một cái nhà thờ nó gần đây này. Vâng. Nhà thờ trung vực đó. Vâng. Có những người di thuyền. Vâng. Vâng. Đây là cha bên đảo, bên nhà thờ đấy. Vâng. Mời anh đi trưởng thôn có đôi lời anh. Vâng, thưa thầy, có các cái đoàn là đây là công dân của tôi. Vâng. Có đoàn hôm nay cái hoàn cảnh tới trần vậy thì được sư được các đoàn về cùng đồng hành với bà cháu, họ cũng đang thời đỡ cái khó khăn cho bà cháu. Và ban chế độ chúng tôi chân thành cảm ơn các ban ngành và sư của chùa cùng đồng hành với bà cháu. Đây là cha thường này, cha thường, cha giám đốc của Caritas ở bên dưới tòa giám mục ấy, với lại hai sơ ở bên nhà thờ, ở bên ở cái xã của dân lý của mình đây đó, thì cũng có ở ngoài nhà thờ trung vực đây này. Đúng ông rồi. An đó, ông biết chứ phải ông Trùm An cũ đấy. Đúng rồi. Bây giờ là ông ngay Minh. Vâng. Mình đang làm. Vâng. Sơ tình đây là thổ địa của sơ đó. Sơ tình là hôm trước là ở Hà Nhuận đó. Hà Nhuận rồi sơ cứ đi lại đây để làm việc ở đây cho nên là sơ nắm hết những nhà nào tên gì ông gì đó là nắm hết đó. Đạo Minh đang là tiểu sơ đúng không? Vâng, ngay đây là. Bên chúng con gọi là đạo Công giáo á. À. Đạo Công giáo. Rồi chúc cho Dũng học thật giỏi nhá. Trong năm học mới chỉ còn ít ngày nữa là đi học rồi, thì chăm sóc cho con học rồi. Thật giỏi. Bây giờ thì con thì là nhà nghèo, có thể xác định được là cái điều đó. Mà con chỉ có vươn lên bằng cách là phải học cho thật giỏi. Thì sau này con biết thay đổi được cái số phận của con. Thế là con học rồi thì cái tương lai con nó sẽ tươi sáng hơn. Bởi vì con không có cái chỗ dựa giống như các bạn khác. Thì con phải tự lực bản thân của con để con vươn lên bằng cách là con học thật giỏi nhá. Thì sau này con mới có thể là có một cái tương lai nó tươi sáng hơn. Rồi lúc đó thì con nuôi bà. Rồi bây giờ bà vất vả bà nuôi con thì mai kia con trưởng thành những người thì con nuôi bà nhé. Bà vất vả bao nhiêu bà cũng chịu được, miễn là làm sao để cho con được lớn lên, được khỏe mạnh, được học giỏi, được nên người. Như vậy là bà vui rồi nhé. Con trả công cho bà bằng cái cách đó. Con đồng ý không? Cảm ơn. Bây giờ con nói vài lời coi nào. Con thì... Cảm ơn các bác này, các cô, các cha, các sơ này nhé. Cha tập cho con nói. Cảm ơn các bác và các sư, các cha đã đến thăm và hỗ trợ gia đình của con. Đấy, con hứa. Con hứa sẽ cố gắng. Con hứa sẽ cố gắng học thật tốt. Là để nên người nhá. Thì cha và các bác và mọi người ở đây thì cũng chỉ mong muốn cái điều đó thôi. Miễn làm sao để con học giỏi cho nên người. Như vậy là mọi người được vui rồi nhá. Rồi hôm sau thì ta sẽ quay lại để giúp đỡ con nhé. Thế đây một tháng, cảm ơn. Một tháng anh học của con đó, có mấy bạn ở bên chỗ này, bạn nào đấy? Thái với Vân, ồ Vân đang học với con à? Ồ sơ tưởng lên lớp 10 hay 11? Lớp 9 à? Ồ Vân Anh sơ tưởng lên lớp 10 chưa? Ồ lên lớp 10 sợ. Cảm ơn Phấn nha, cảm ơn cô Hồng Kông, cảm ơn các nhân của ca Tát Thanh Hóa, rồi cảm ơn Bạc Bình, cô Phương, rồi anh trưởng thôn anh tên gì nha? Dạ, tên là Mai. Anh Mai rồi chị Thắm đấy, đấy là những người đã kết nối để khai thác sinh hóa đến thăm bà cháu, và đặc biệt là cảm ơn anh Thông nhé. Anh Thông lái xe cho hội đoàn khuyết tật trẻ mồ côi của tỉnh Thanh Hóa. Anh Thông đã bảo cha về đây từ lâu nhưng mà hôm nay mới về được. Dạ. Rồi đấy thì nãy giờ nói chuyện thì đây là cháu, đây thì mẹ mất là 11 năm rồi, còn bố thì bây giờ không biết ở đâu hết. Dạ. Giờ không có liên lạc, chỉ biết là trong Sài Gòn thôi. Dạ.
Nhưng mà cháu có gặp lớn lên nữa là có gặp bố không? Gặp tới năm rồi, mẹ là chết thì gặp được thai cả. Ồ, đến lúc đó cháu còn gặp nhỏ mà thôi. Bây giờ con còn nhiều hơn bố không? Nhớ thì không, tôi không quá bây giờ không nhớ. Thằng bé mới được 3 tuổi mà biết là hình dung nhà bố nghe chuyện có. Vâng, tôi không hình dung cái bóng dáng của bố làm sao. Đấy thưa quý vị, đây là cháu Dũng, đây rất cần sự nâng đỡ của cộng đồng để cháu có được cái điều kiện để tiếp tục đến trường đi học. Thì xin người thương người giúp đỡ cho cháu, xin cái lòng cảm ơn. Có người nhà đi gặp khó khăn. Vâng. Thôi không phải đi chiếu đâu à, có hai mẹ con ở đây thôi à, cứ ngồi xuống đi, ngồi rồi. Chồng đâu? Chồng nói to này. Đây là ông phương trưởng lên rồi đây. Con đang chơi ở bên hàng xóm. À, 15 tuổi à, cháu 15 tuổi à? Con gái hay trai chị? Con gái con trai? À, con trai. À, thôi mai kia con trai nuôi mẹ nhá. Ừ, cố gắng bây giờ vất vả một tí. Nhưng mà mai kia rồi cháu nuôi mẹ. Hai mẹ con. Vâng, bên tòa giám mục Thanh Hóa luôn đồng hành cùng với người nghèo ở khắp mọi nơi, cho nên là hôm nay lên xã Bình Sơn để đi thăm những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thì gia đình của nhà chị đây thì hai mẹ con cũng côi cút hơi sống trong cái nhà đó. Chúng ta thấy bây giờ đang 41 độ C bên ngoài đó, mà cái máy bô xi măng lên để nó nóng lắm, rất là nóng, nhưng mà lại dột nát lại, cho nên là phải che cái bạt đó. Thì cảnh hai mẹ con thiếu vắng cái người trụ cột, tức là người chồng trong gia đình, thì cũng rất là thiệt thòi. Cho nên là hôm nay chúng tôi đến đây để rồi một chút quà để động viên tinh thần cho hai mẹ con nhé. Vâng, tôi đại diện cho về bên thôn cũng xin cảm ơn về bên giáo mục, xin cảm ơn các tất lần đào xã. Vâng. Rồi các cô chú hôm nay thì cùng đến chỗ cháu với tôi ở đây. Vâng. Thì tôi cũng đại diện về bên thôn, thứ nhất, thứ hai là cháu. Thì các ông, các bác, các cấp lãnh đạo quan tâm đến con cháu trong nhà, gia đình. Vâng. Và trong nhân dân, ngày vì người nghèo, với các cái nhà nghèo. Vâng. Với nhà khó khăn thì tôi đại diện trở về viên thôn để xin cảm ơn. Vâng. Các cấp lãnh đạo với các cô, các bác ạ. Vâng. Cháu khóc. Sao hôm nay chị khóc? Vui không? Có ý kiến gì với này cháu khóc. Thương sơ, thương sơ khóc luôn. Có thương chào. Nghẹn ngào. Thương luôn. Nghẹn ngào. Từ từ nhé. Thôi được rồi. Rồi chị cố gắng lên nhá. Bây giờ chị hơi vất vả một tí, nhưng mà hy vọng mai kia cháu lớn lên rồi cháu sẽ phụng dưỡng mẹ nhá. Sẽ lo lắng cho mẹ. Thì mình vất vả ngày hôm nay, nhưng mà tương lai của mình thì mình đấy chỉ cố gắng nhá. Lấy chồng được 1 đến 2 3 năm rồi sau bỏ chồng lấy vợ thì là bình quân. Lấy chồng rồi đi lấy vợ rồi.
Bé con về đây, bé con về quê ngoại. Ồ vậy à. Cái chị này này. Vâng. Xóa nhà trên kia rồi. Đây chị. Tay thì viêm đa khớp. Chân thì thoái hóa khớp gối. Lại còn tay lại còn nhưng mà tay có thính không, cái tay nghe này. Ờ, bị lặng tai nữa. Rồi nhiều bệnh lắm nha. Thì chả biết làm sao mà nuôi con được cái chứ. Con có ngon lành. Cháu có khỏe mạnh không? À, cháu khỏe mạnh. Tạ ơn trời đất. Tạ ơn Chúa. Thôi cố gắng nhá. Rồi cảm ơn các ân nhân của Caritas Thanh Hóa đã hỗ trợ những phần quà này cho những người nghèo. Cảm ơn. Tên gì? Chị lá. Ừ. Chúc. Chị lá đó. Ừ. Chúc cho lá luôn xanh nhá, xanh tươi. À. Có cái gì không? Đây là hạt mít đấy à? Rồi chúc cho mẹ con khỏe mạnh nhá. Chào chị nhá. Chứ cái xe này cất máy vào trong nhà cơ à. Đến ngoài sợ mất. Ồ. Chị gái. Đây là em trai ở với chị gái. Vợ đi bỏ đi. Được hai thằng con trai người con với con đi. Ngồi xuống. Đấy. Ngồi lùi lại đây này, ngồi lùi ở đây đi. Nắng cái mai đi. Không cái lời nữa. Đấy. Anh tên gì nha? Tên gì? Thức á? À? À Thơm, anh Thơm. Bùi Văn Thơm. Anh Bùi Văn Thơm, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi anh Thơm? Tâm thần 29 rồi. À, 29 tuổi. 29 tuổi là bị tâm thần. Ờ à, chứ anh lại cứ phải buộc cái dây nha. Không buộc dây thì anh bỏ anh đi mất nha. Tức là anh cũng có vợ. Hai đứa con. Rồi vợ chồng như vậy. Thế là phải là ở với chị gái. Con thì nói chung hắn đang ở đây nhưng hắn cũng đi lông bông. Đúng rồi. Bố như vậy mẹ như vậy thì con thì không khá được, nó chán lắm. Mời chị vào đây. Ô, lại đi mua nước chắc. Không đâu, đang nói đùa vậy. Đây con đây à? Ừ. Đây con. Đây con. Thôi. Đâu đây chị ở đâu bà đây? Thôi được con. Đây chị đây làm sao? Ừ.
Chị đứng ở đây để tôi giới thiệu nhá. Đây là linh mục Thường ở tòa giám mục tỉnh Thanh Hóa cùng với các sư và các anh chị ở trong tòa giám mục lên thăm và thăm các cái gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trên địa phương, trong đó có gia đình nhà ta. Và đấy là giới thiệu với chị là còn có đi cùng với đoàn là có anh Tiến là bí thư đảng ủy, còn tôi với chị Phương là cái hội đặc tật trẻ mồ côi của huyện khác là trẻ mồ côi của rồi. Các cô hỗ trợ cho trong cháu xin cảm ơn ạ. Cha này đây là cha Thường này. Vâng, chị ơi, hôm nay đó là có mì tôm cho cả nhà ăn nhé. Mì tôm là từ Bắc, Trung, rồi Nam, ba miền của đất nước nhé. Đó, rồi là có nhu yếu phẩm trong đó có bột canh, có miến, có nước mắm của Ba Làng nhé. Rồi, và cái quan trọng đó là cái phong bì đó, nó quan trọng lắm. Rồi, phong bì đó là có tiền của các nhân của Caritas Thanh Hóa hỗ trợ cho chị em, bố con nhé. Rồi chúc cho gia đình thôi, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cứ lạc quan nhé, lạc quan cứ vui vẻ. Cô, các bác, các thầy ạ. Vâng, rồi. Không sao, không sao, gọi bằng cái gì cũng được. Con học lớp mấy? Con học lớp 11. À. Rồi con giúp được bố con được cái gì không? À. Rồi bây giờ thì bố con như vậy, mẹ con như vậy, con phải cố gắng con học cho giỏi nhá. Rồi mai kia con người có cái trọng trách rất là lớn để con chăm sóc bố con, lo cho gia đình nhá. Còn có em nữa đúng không? À anh nữa. À. À. Anh đi này. Rồi thôi được rồi, rồi nhá. Rất lòng cảm ơn các ân nhân của các tác sinh đã hỗ trợ cái phần quà này cho chúng tôi đến với những người còn phải em là em con dạ con nhận ra thì kiểu là nhận ra thằng em vợ em thứ năm thì kiểu là cũng tắm rửa thôi, còn thằng con trai cũng dám tắm đấy, tắm vậy phá đánh cho anh nói gì á, đi nuôi nhãn thôi, nuôi nhãn thôi, người đến là bị từ 2006 chào chào còn đứng được không quay thì đang còn bị bệnh nên không bắt đang rồi đối được rồi, mình sắp khỏe rồi, đang là bị bệnh má khác hết mà ngày trước cũng mua mọi em trai ủng hộ mua các thứ này má hết. Chào nhá, về nhá. Con cố gắng nhá, cố gắng để chăm sóc bố nhá. Con cất quà đi nhá. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.